Cuối tuần gia đình nhỏ đi dạo nghe cô chú. Alex quên đem món lạnh theo rồi. Đó, ở đây biển, biển ở đây đẹp lắm này. Dạ. Ở dưới đây nó cũng có bãi biển đẹp nha cả nhà. Ở dưới này cũng là những cái căn nhà nghỉ mát nè. Mùa hè thì dưới này nó đông. Alex đi không có chuẩn bị đồ nè, xuống đây nó lạnh. Ở trên bờ thì nó ấm nhưng mà xuống biển có gió đó. Lạnh lắm. Đẹp. Dạ. Nhưng mà mấy cái chỗ này thì nó không có vui bằng ở chỗ của Hà Huy ha. Alex ham bẻ rồi giờ cầm không được à. Túm cái áo lên, đúng rồi. Mấy cái nhà nghỉ mát ở đây là để tắm biển đi rừng nghe cô chú. Còn chỗ của Hà Huy là để đi tuyết, đi rừng. Căng tin ở đây cũng có mở à, nó cũng cho mướn tàu nữa đó anh. Đó chị nào hôm bữa muốn hỏi mướn tàu đồ thì ở đây Huyền thấy có cho mướn nha cả nhà. Còn tàu của tụi Huyền là tụi Huyền để chơi à. Đó. Tàu ở đây thì tàu nhỏ ha, để mình chạy ra ngoài ngoài đảo mình ngắm cảnh với lại mình câu cá rồi chơi. Mà mấy cái tàu đó giờ này đi lạnh lắm cả nhà. Tàu có mui của Huyền á thì mình vô mình núp gió đồ được. Mùa này cũng sắp hết mùa rồi, cho nên ở đây vắng anh hả? Không thấy người. Hết mùa luôn rồi, đóng luôn rồi. Ồ, xuống đây gió hơi nhiều á nghe cả nhà, hơi bị ồn á. Đây là có cái đường cho mình đi lên trên núi để mình ngắm nè. Wow. Trời ơi. Gia đình đó có cái nhà hitte trên đó là quá đã luôn. Thấy không cả nhà? Wow, mấy cái trên đó rất là mắc nha. Đi núi ha. Đem đây nhìn xuống cho cả nhà coi là cảnh ở đây đẹp. Cho cả nhà ngắm cảnh nha. Ở đây người ta đóng cái cầu thang cho mình đi nè. Cảnh đẹp nó nguyên nha cả nhà. Giống như có bậc thang vậy ha. Có cầu thang bên đây mình đi cũng được, nhưng mà mình muốn đi kiểu này thì mình đi. Coi cái nhà coi cảnh này đẹp bằng Đà Lạt không nha. Đó. Núi. Trên đây gió lạnh chứ. Ba ba lạnh quéo râu và nhường áo cho Alex à. Vậy hả? Vậy mà cũng có người tắm hồi nãy mình thấy ở trên nhà người ta đang phơi khăn nữa trên đó nữa cô chú. Rất là đẹp. Đây nè. Anh giúp nó kéo lên. Đây GoPro. Wow. Ngầu chưa? Ở đây Hường thích có mấy cái cây này nè. Nhìn nó đẹp ghê luôn á. Đó, cảnh rất là đẹp. Ở đây cả nhà biết không? Nó không có một cái bãi biển dài ha, mà nó nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Trước mặt mình có một cái bãi biển cát rất là đẹp luôn ha. Mình đứng ở đây thì mấy cái cây nó hơi che khuất rồi. Đây đi. Đẹp không cả nhà? Đây một bãi nhỏ ha.
xa người đó cá nục nhiều lắm á cả nhà. Bên này có một bãi lớn, cũng là một bãi biển mà bãi biển lớn nè. Hiện tại bây giờ cũng có mấy đứa nhỏ tắm. Còn ở trên núi này cả nhà thấy không, đó là những cái nhà nghỉ mát đó ha. Đẹp quá ha, trên này nhìn xuống đẹp ghê luôn nè. Anh tưởng tượng giống như ở Mallorca vậy đó. Người ta cũng đi dạo nhiều quá nè ha. Leo núi người ta đi có thể thao quá cả nhà. Đứng ngang đi, đứng ngang không? Gió. Đứng ngang không? Đứng ngang không? Cho gió quá. Đứng ngang vậy nè. Gió quá khó đánh. Vậy hả? À, chói nha. Đó. Cái táo hồi nãy nó mọc ở trên cái cục đá mà nó cũng mọc được ha. Ồ, quay hướng này nè, nhìn nó đẹp hơn nè, nãy quay cái hướng kia nó chói nắng. Quá đẹp luôn. Hai cái tay lòng tòng. Ở đây mấy cây gì mà trái nó đỏ hết trơn cây nè. Nhiều lắm luôn á. Đây nó mọc nè cô chú. Mọc quá chừng luôn. Đây nè. Đây nè cô chú. Không có ai hái, nó rụng hết à. Đó. Nè anh qua đây nè. Lại đi đi. Lại quay nữa. Bên này nè. Khoan từ từ. Đó. Wow. Bẻ vài trái nha. Ở nhà mình có, mình ăn chưa hết nữa. Táo này ngon. Dạ. Đây nè mấy trái này nè. Nó mọc ở dọc đường nó để rụng hết rồi cô chú. Alex đụng vô cái nó rụng hết rồi kìa. Dạ, thôi đi. Nó mọc ở ven đường gì nè, nhiều lắm ở nhà. Hôm bữa tụi Huyền đi xuống dưới đây nè, tụi Huyền cũng thấy có một cái cây bloom me, cây mận á. Đó, quá chừng luôn. Ngọt ngọt chua chua cả nhà. Táo ở đây ruột trắng nha. Táo này là tụi Huyền hái táo hoang ở ngoài đường nè cô chú. Bây giờ thì Huyền sẽ làm giấm táo nha. Huyền sẽ chọn mấy cái trái màu đỏ này để cho cái màu giấm nó đẹp ha. Với lại chọn mấy cái trái mà nó không có bị rớt dập á. Tại Alex nó hái nó bị rớt á. Đó thì Huyền sẽ dùng 4 trái nha. 4 trái này nhỏ nhỏ nè. Đó Huyền dùng chút xíu nước ha. Bỏ một muỗng muối vô để ngâm. Táo này là táo organic cho nên là Huyền sẽ dùng cái vỏ nó luôn chứ Huyền không có bỏ vỏ ha, chỉ bỏ cuốn với bỏ hạt thôi. Mấy cái táo này nó mọc hoang ngoài đường nhiều lắm, cái nhà ở đây nè, nhiều lắm. Huyền sẽ xắt miếng miếng vô. Táo này kìa, ruột trắng nha. Táo của Huyền làm là cái màu giống nó ra đỏ quét luôn cho coi. Nhưng mà cái này màu trắng thì chắc có cái vỏ này nữa nó sẽ ra cái màu nhạt hơn. Huyền
Huyền để đây Huyền ngâm khoảng 15-20 phút ha. Rồi chút xíu lên cái Huyền sẽ cho nó vô trong keo á. Huyền sẽ cho đường với lại nước vô. Đó, thì giấm táo này mới mốt cái mình để dành mình rửa rau, mình trộn salad nữa cô chú. Thường Huyền cũng có mua cho giấm táo này cho cả nhà xem. Huyền mua rau củ ngoài cái Huyền hay đổ chút xíu này vô để Huyền ngâm Huyền rửa để cho nó sạch đó. Đó, thì hôm nay mình làm thử coi coi nó có được không nha. Cái chai này Huyền mua cũng lâu lắm rồi nè. Bây giờ Huyền sẽ đổ ra nha, đổ ra cho nó ráo. Huyền sẽ cho vô đây 3 muỗng đường cát, 3 muỗng nhỏ nhỏ nha cả nhà. Quậy lên nha. Hồi nãy Huyền định làm 4 trái nhưng mà Huyền thấy cắt ra sao nó nhiều quá, cho nên là Huyền làm 3 trái thôi. Là 2 tuần sau mới dùng được. Thì bây giờ Huyền đậy lại để có 2 tuần sau nó như thế nào. Hôm nay Huyền sẽ làm món cá nục hấp cho cả nhà Huyền ăn nha. Cá nục này câu nè, hôm bữa mới câu nè cô chú. Đó thì ở đây Huyền có mấy cây sả nè. Mấy cây sả này đông đá Huyền thu hoạch 2 năm trước á, mà Huyền để đá để dành ha. Đó, để mình ăn từ từ. Sả đây bán cũng mắc lắm. Đây, thì hôm nay Huyền sẽ ăn món cá nục hấp với chấm mắm nêm nha. Hôm nay anh Hùng Mảnh đi khám mắt lại rồi, chút xíu nữa Huyền phải đi đón lấy đi học về á, xong rồi Huyền sẽ xuống siêu thị gần nhà này Huyền mua rau về Huyền cuốn. Huyền làm biếng không có chạy xuống phố xa quá, xuống phố thì mới có rau Việt nữa cả nhà. Thì Huyền sẽ xuống dưới Huyền mua salad với lại ra vườn có cái gì tìm hái vô ăn. Cái này Huyền sẽ nhét vô bụng nó nè. Huyền sẽ ướp nó với lại chút tiêu, nước mắm với hạt nêm thôi. Ướp nó nhạt nhạt. Cái này. Cái nục mình cũng sẽ khứa, một khứa gì để cho nó thấm. Nè. Mỗi con khúc ha. Xíu nữa thì cho nó ngấm gia vị xong rồi Huyền sẽ hấp. Alex hôm nay đi bộ về với bạn này, không có muốn Huyền rước ha. Bây giờ Huyền sẽ đi xuống siêu thị Huyền mua rau với lại Huyền mua khóm về làm mắm nêm. Mời cô chú đi chợ với em nha. Đi siêu thị. Đi đón được Alex chọc đường rồi nè cô chú. Alex nó đi về với bạn mà bị bạn chạy trước rồi, nó bỏ đi dọc đường đi bộ mình rồi. Bloom Man ở đây bán 60 đồng ký ha cả nhà. Cái giống để đông lạnh như ta. Và cái xịt nước nó đâu còn mùa hè nữa đâu mà con chơi hả? Không có trái khóm nào hết cô chú.
Alex biết trái khóm không? Alex tìm cho mẹ trái khóm thôi. Alex biết trái khóm nó ra sao không? Dạ. Đâu tìm thử coi có không? Không có một trái khóm luôn. Cả nhà coi cái bắp cải ở Na Uy nè, nó rất là chắc nha cô chú, nó không phải giống như bắp cải của mình ha. Bổ cái này nè, nó cứng như lắm, phải dùng sức nữa mình mới chẻ ra được nha, nó cứng rồi là cứng luôn á. Gọi là hù đe con á, nó cứng như cái đầu vậy đó. Ở Na Uy thì chỉ có rau này huyền cuốn nè. Đó, mua salad với lại hồi huyền cuốn với lại rau mầm. Chỉ có vậy thôi à, để mình ra vườn hái trái dưa leo. Ngoài vườn có được con trái hay trái dưa leo á. Không có một trái khóm luôn cho nên là Huyền chắc hồi ăn với lại nước mắm quá. Định ăn với mắm nêm mà không có khóm. Không có khóm mình làm với táo chua được không cô chú? Yeah, chút Huyền xay táo chua nha. Thử. Đó, bây giờ Huyền sẽ bỏ mấy cái này lên cho nó thơm. Đậy nắp lại. Đây mắm nêm Thái đây. Với ba cái trái này ha. Không có khóm rồi, mình chế thử coi nó ra sao. Tại vì mình thấy cái này nó cũng chua thôi cả nhà. Nó cũng chua. Sao tình cờ hôm qua mới đi hái nè. Để bỏ đường vô ha. Chút mình sẽ cho tỏi ớt vô sau. Cái mắm nêm này nó cũng mặn rồi. Chỗ nhà thì nực nồng mắm nêm rồi. Nãy Huyền gấp á, làm cho Alex ăn á, cho nên là táo Huyền không có bầm nhuyễn ra. Nhưng mà Huyền nấu rồi chắc nó mềm ra. Đáng lẽ là phải xay cho nó nhuyễn ra luôn á. Cá Huyền hấp rồi cả nhà. Không có ớt, phải có ớt sắc lên cho nó đẹp ha. Mà Huyền có hành này, Huyền bỏ lên nè. Wow, bữa nay cô Thắm đãi ăn cái gì đây không biết. Cá hấp ha. Wow, cái nục hấp nè cả nhà. Cái này em định xay ra cho nó nhuyễn không ta? Hay để đại gì luôn? Để dưới đây chấm. Để đại luôn ha. Ủa nó chấm gì đây? Mắm nêm. Mắm nêm đây hả? Còn có cái gì nữa? Táo. Cái này đáng lẽ làm khóm á. Hình định lấy đồ mình xay ra nhuyễn nhưng mà anh không đói quá, nó thôi kệ đi. Xay ra cho nó nhuyễn nhìn thấy nó hấp dẫn hơn đó cô chú. Trời ớt nữa. Nó không có được chua lắm, có gì nặng chanh vô. Táo nó không đủ hấp chua dẫn nè, thử coi. Chua thì cái màu, ê, khóm thì cái màu vàng ha. Dạ. Màu vàng có thể nó đẹp hơn. Không có, em chế nhưng mà ăn mình thấy cũng ngon lắm nha. Nhưng mà quan trọng là ăn nó ngon hay không thôi. Dạ. Rồi, thử đi. Alex ăn giờ luôn không con, hơi chút ăn. Mới đã banh về mệt á, để nó nghỉ ngơi đi. Ok. Biết lên nè, ăn một ít thôi. Nãy mà không thân thì nãy đó con nhớ nhiều đó luôn, đáng quá trời. Ok, bây giờ mình đi xe first nha. Cái nỏ đó mà làm nó không làm. Tùng lum quá, chua dẹp nó càng mới xuất chén nè. Đó, mời cả nhà ăn cá hấp nha. Ăn cá hấp. Cá hấp này nãy giờ đợi cha con Alex về cho nên là nó hơi muộn chút xíu rồi. Anh không có nắm qua khỏi mâm. Vậy được rồi. Có lẽ mình hâm cho nó nóng nóng lên á. Được rồi, ăn đi, thử đi. Mời cá nhe. Yeah. Cá hấp ở trong xả là thơm lắm, anh thử đi. Ăn ngon rồi. Đó. Nhập nướng nè. Cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay mình ra ngoài vườn hái nè, nó lại hái được mấy cái lá chua á cô chú. Ok. Cái này cầm ra thơm. Ôi ớt cay nữa. Uống cái rau vậy em mua bọc mới mua này mà nó cũng muốn úa hết rồi, nó nhạt quá. Rau chua đây hả? Dạ. Tôi mượn dưới vậy. Rau chua của mình á. Wow. Ngon. Có dài cũng hẹ nữa nè. Cái vườn của mình để đại vậy mà cũng lai lai cũng có chút chút ăn. Đó, thấy vô này là... Cải bằng ăn cái lần này. Bất sĩ rồi. Dưa leo nữa nè. Chụp đứng. Wow, cái nục nè.
đừng có thịt nó dẻ. Mời cô chú nha. Ai trời. Anh thích ăn hành sống đó kìa. Gì con? Mẹ này mình là bị đẹp. Mẹ nhà cuốn của mình đây. Dẻ thử thịt cá nha. Cá này nó dẻ cắt rồi cô chú. Cá hấp. Mời cả nhà. Cuốn này hơi to. To thì người nó chấp được. Mời cô chú nghe nè, mắm nêm của mình nè. Ông nha. Tuyệt vời không? Giống là tôi không khác gì hết á. Đúng hả? Khốn thì cái màu nó vàng hơn chút thôi. Dạ. Ngon. Nếu mà các chị nào mà ở bên đây mà làm mắm nêm mà ví dụ như siêu thị mà không có khóm á, thử giống huyền đây táo chua cũng ngon lắm. Cả nhà thử nha. Ngon. Ngon ha. Được á cô chú. Nếu như mà các chị mà ví dụ như đi siêu thị giống như Huyền mà kiếm tìm không có khóm á, thì mình mua táo chua mình làm thử mắm nêm nha, Huyền thấy cũng ok lắm. Nó ít chua thì mình cho thêm chanh hoặc thêm chút xíu giấm á, mình thấy ngon á, ăn được. Các bạn hỏi anh gì cho ngán cá chứ kìa. Chưa. Mình là đạo cá cả nhà. Anh không là đạo cá. Em ngày nào cũng ăn cá. Có cái em nó nhìn cũng ngán. Nhìn cũng ngán cá giống như người về Việt Nam cũng vậy đó. Cá nồng hả? Ờ, ăn cá thôi mà ăn đạo nó ăn hoài không ngán ra đi hai. À, anh Hùng mình đạo cá mà. Cá lục thì mình làm được nhiều món mà. Nhưng mà mình làm, mình đổi món thì nó cũng đỡ ngán cả nhà. Ví dụ như hôm nay mình kho, mai mình nấu canh, nấu bún, hấp, chiên, nướng, đổi món không. Thêm cái mình ăn cá mà mình tắt ở ngoài biển luôn. Tốt nữa. Cá tươi nó ngọt. Ừ. Cay quá em. Sao nay em ăn cay dở vậy ta? Hay là trái ớt nó cay quá? Ớt nó cay. Mấy món này thật ra mùa hè tụi mình mới có cá tươi tụi mình ăn thôi, chứ mùa đông tới là cũng ăn đồ đông đá thôi, đâu có đồ tươi đâu mà ăn. Đâu đi biển được, lạnh lắm. Đi biển người ta kiếm cá tươi người ta câu vẫn có thì cả nhà, nhưng mà lạnh quá tụi mình cũng ngại, mình ngồi ngoài đó mình câu nó lâu quá, nó lạnh lắm. Cá lục thịt không mà ít xương. Dễ ăn lắm. Cá này mình nấu yếm ăn thì cái mấy cá khác mình không ăn hơn ít ăn. Cá mà xương nhiều mà ta không ăn. Anh hai nè, tới giờ ngủ rồi mà đói bụng nè. Lên ăn 3 lát bánh mì. Mọi người cũng tối rồi. Bella ơi. Bella cưng quá à. Ấy Bella. Ấy Bella. Gì vậy? Nhẹ phải không? Ngốn cho dữ rồi nhẹ. Nhiên ngôn. Dạ Huyền bây giờ chuẩn bị đi ngủ đây. Alex bây giờ nè, tạm biệt cô chú đi. Rồi mình đi ngủ. Hôm nay vậy là hết một ngày nữa rồi cô chú ơi. À với lại hôm tụi Huyền đi hái nấm, tụi Huyền mới phát hiện được một cái rừng này quá trời nấm luôn nghe cô chú. Alex nhớ không? Mình lên dốc á. Dạ sắp tới Huyền sẽ cho cả nhà xem mãn nhãn một cái khu rừng mà nó nấm, mà Huyền nhìn Huyền ớn ốc luôn á, tưởng như đàn kiến luôn á. Tới theo độ thứ ba. Nó bớt chưa nó bờ thứ hai tám. Ok. Dạ. Còn bây giờ thì gia đình nhỏ xin tạm biệt cô chú nha. Hẹn cô chú clip sau. Bye bye. Bye bye.